Các chị ơi, các chị thấy bánh da lợn có ngon không ạ? Làm bánh da lợn ngon không khó, chỉ cần xem hết video này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Cao Giang, chuyên dạy chè và đoán vặt. Em đã giúp hàng nghìn mẹ bỉm có thêm thu nhập. Và ngày hôm nay em sẽ giúp các chị làm một món có thể kiếm tiền, kinh doanh siêu nhàn, siêu đơn giản. Đặc biệt mẹ bỉm, hãy xem hết video này nhé. Nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đấy là lá nếp để chúng ta có thể làm bánh da lợn. Tiếp theo chúng ta sẽ có là bột năng, bột gạo, Em sẽ chia làm hai phần. Phần A là màu xanh, phần B là màu vàng. Màu vàng chúng ta sẽ có đậu xanh chúng ta đã nấu thật là nhuyễn ra nha. Và cả hai công thức em đều sẽ có là đường cát trắng á. Tỷ lệ em đã sắp ở dưới các chị cố gắng xem giúp em. Và chắc chắn không thể thiếu nước cốt dừa. Bước 1 chúng ta sẽ đi cắt lá nếp ra. Bước thứ hai chúng ta sẽ đi trần qua lá nếp. Tại sao chúng ta lại cần trần lá nếp ạ? Trần lá nếp sẽ giúp bánh của chúng ta ngon hơn, màu xanh đẹp hơn và thơm hơn rất là nhiều. Bước thứ ba chúng ta sẽ mang đi và xay thật là nhuyễn lá nếp. Bước thứ tư chúng ta sẽ đi lọc lấy nước ép lá nếp giúp em nhé. Cố gắng lọc thật là kỹ để chúng ta có thể lấy được màu xanh đẹp nhất, ngon nhất. Và chắc chắn rồi, sau khi cân chuẩn nguyên liệu, chúng ta chỉ việc trộn cái hỗn hợp A lại với nhau, bao gồm bột năng tài ký, bột gạo tài ký, đường, muối, và nước cốt dừa. Ở đây nếu như các chị muốn thơm hơn, chúng ta có thể cho vào đây là 5 gram bột cốt dừa quả đào. Các chị cố gắng quấy thật đều, thật đều để cho cái hỗn hợp này nó thật là quyện vào nhau và để nghỉ 20 phút giúp em. Song song vừa đấy chúng ta sẽ đi làm hỗn hợp B, sẽ bao gồm đậu xanh, đường, muối và nước cốt dừa. Chúng ta sẽ đi xay thật là nhuyễn, thật là nhuyễn giúp em nha. Xay xong chúng ta sẽ đổ vào trong một cái âu Cái âu này chúng ta sẽ quấy thật là đều Sau đấy thì sẽ cho bột năng và bột gạo như công thức vào Để giúp các chị dễ hơn trong cái việc đổ vào khuôn Các chị hãy cho ra hai cái âu và chúng ta đổ lần lượt Mỗi một hộp chúng ta sẽ đổ mỗi một lớp sẽ khoảng 15 đến 20 gram Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ cho vào giá hấp. Giá hấp thì hãy phủ lên cho em một cái lớp khăn đậy thật kín để giúp cho bánh không bị đọng nước. Và cứ 3 phút hoặc 5 phút chúng ta lại đi đổ lớp thứ hai. Và đây ạ, em đang đổ lớp thứ hai đây. Lớp thứ hai là lớp đậu xanh, ngon, béo, bùi, ngậy. Các chị đổ lần lượt nhé. Mỗi một bánh thì em cứ như vậy, em đổ đến lượt thứ ba rồi đấy ạ. Và mỗi một bánh thì em cứ đổ 3 lượt là hợp lý và cứ ba đến 5 phút chúng ta sẽ mở vung ra nhá. Và cuối cùng thành phẩm của chúng ta đã được rồi ạ. Bánh da lợn dẻo, ngon, sần sật, rất là cuốn bởi hương vị đậu xanh và cốt dừa sau khi xem hết video thì các chị có cảm thấy làm bánh da lợn có dễ không ạ? và các chị ơi đừng ngại chia sẻ cho em vì những video này sẽ rất bổ ích cho mọi người nhé. xin chào tất cả mọi người, em là Cao Giang chuyên dạy chè và đồ ăn vặt. cảm ơn tất cả mọi người đã xem live stream của em và hãy hãy chia sẻ thật nhiều live stream của em để cho nhiều người biết hơn. cảm ơn tất cả mọi người. đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh của Cao Giang để nhận thêm thật nhiều hàng nghìn món ăn ngon hơn hơn nữa trong thời gian sắp tới nhé. cảm ơn các chị.